Sáng nay, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tổ chức kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và tuyên dương khai thưởng phong trào thi đua năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong năm học qua, với tinh thần năng động, sáng tạo, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt. Theo đó, nhà trường đạt được nhiều thành tích cao, khẳng định vị thế là đảng bộ trong sạch vững mạnh, cương đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 trên 14 tổ đạt tập thể lao động tiên tiến, 20 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% cán bộ giáo viên và nhân viên đạt lao động tiên tiến. Nhiều giải học sinh giỏi quốc gia và khu vực, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 99,54%, không có học sinh xếp loại trung bình. Tại buổi lễ, nhiều giáo viên được tuyên dương và khen thưởng vì có thành tích giảng dạy nổi bật trong năm học vừa qua. Là bộ dưỡng học sinh giỏi tham gia các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và khu vực, giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học, vân vân.